ai cũng muốn có một chú chó đẹp như thế này. Nhưng làm thế nào để mua chó con và nuôi lớn cho nó trưởng thành thì lại là cả một vấn đề. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Thú Kiểm TV. Trong video hôm trước thì chúng ta đã tìm hiểu được sơ qua về phân loại và lịch sử nguồn gốc giống chó Corgi tại Việt Nam. Những cái tiêu chuẩn mà chúng ta phân loại chỉ có thể áp dụng với những chú chó trưởng thành. Nhưng đối tượng mà chúng ta cần mua lại là những chú chó này. Đó. Vậy thì với một chú chó con như này thì làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được, chúng ta có thể chắc chắn được đó là một chú chó Corgi thuần chủng? Thị trường thú cảnh Việt Nam hiện nay đang vô cùng phát triển. Kết hợp với sự phát triển của thời đại công nghệ thông tin 4.0 đã khiến cho việc mua những chú chó Hoàng gia Anh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Và tất nhiên đi kèm với việc đó là chúng ta rơi vào ma trận của truyền thông, cũng như là việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người mua hàng. Và đã có rất nhiều chiêu trò lừa đảo đã diễn ra khiến người mua hàng mắc bẫy, mang bực tức vào người, tiền mất, tật mang. Vậy vấn đề ở đây là gì? Đó chính là những tiêu chí chọn mua chó truyền thống trước đây được truyền miệng đã trở nên không còn phù hợp với hiện tại, thậm chí là có thể gây sai lệch và dẫn đến thiệt hại lớn cho người mua chó. Vâng, trước đây ở Việt Nam những cái phương pháp chọn chó truyền tai nhau đó chính là phải mắt thấy, tay sờ, xem trực tiếp, kiểm tra chó có ghen mắt hay là không, có mệt mỏi không, có nước mũi không, cho có ăn không, hay là có vui vẻ, chạy nhảy hay không. Và tất cả chúng đã được truyền tai trong rất nhiều năm nhưng không ai nhận ra rằng đó chính là những thông tin mà người bán định hướng để có thể khiến người mua hàng mua những chú chó của mình. Và tôi đang nói đến sự sắp đặt có sẵn. Những điều vừa nêu trên chỉ đúng với việc đánh giá một chú chó có khỏe mạnh tại thời điểm đó hay không, chứ không thể đánh giá được việc chú chó đó có mang mầm bệnh virus lây truyền trên người hay không. Ở video thứ tư, tôi sẽ đề cập đến các chiêu trò lừa đảo khi mua chó Pembroke ở Việt Nam và sẽ phân tích kỹ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem nhé! Hiện tại, các phương pháp mua chó cảnh của chúng ta thường dựa trên cảm xúc là chính. Thấy chó đẹp và khỏe, tại thời điểm xem thì mua, thậm chí là mua bất chấp. Đó là nguyên nhân khiến chúng ta gặp rủi ro ngay sau khi đón các bé về. Sau nhiều năm nghiên cứu, thu thập thông tin và đánh giá từ các chuyên gia, tôi xin bạn muội đưa ra một phương án chọn mua chó như sau. Chúng ta cùng lập một bảng kê đánh giá các tiêu chí như sau. Thứ nhất, người bán 2 điểm. Trước khi chọn bé cún cho mình, việc đầu tiên chúng ta phải biết chúng ta mua của ai. Thái độ và nhân cách của người bán chiếm 90% việc bạn có giao dịch thành công hay không. Nếu người bán là một kẻ lừa đảo, 100% giao dịch của bạn sẽ gặp rủi ro. Nếu người bán thiếu kinh nghiệm về chăm sóc cũng như tư vấn, họ có thể bỏ mặc bạn sau khi mua và mặc bạn phải vất vả vật lộn với bé Pembroke mới mua. Nếu người bán là người yêu chó mèo và thực sự có tâm, hiểu biết, họ sẽ theo sát và hỗ trợ bạn trong quá trình chăm sóc bé Pembroke và sẽ tư vấn cho bạn bất cứ khi nào bạn có nhu cầu. Để nhận biết và đánh giá người bán, ta có những tiêu chí sau đây. Thân thiện trong quá trình tiếp xúc online cũng như offline. Hiểu biết về chó Pembroke. Có thông tin cá nhân hoặc công ty rõ ràng, địa chỉ, họ tên, lịch sử giao dịch tốt. Có chính sách hỗ trợ rõ ràng cho bạn. Chuyên nghiệp từ các dịch vụ, hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi. Mỗi tiêu chí không đạt, bạn có thể trừ 0,5 điểm. Nếu tổng điểm đánh giá chỉ còn dưới 1 điểm, bạn nên xem xét xem có tiếp tục giao dịch này hay không. Nếu tổng điểm về 0, tôi khuyến cáo bạn nên dừng ngay giao dịch này, vì chắc chắn rủi ro đang nằm phía bạn. Tiêu chí này để đánh giá một kẻ có nguy cơ lừa đảo hoặc một người thiếu trách nhiệm trong mua bán. Thứ hai, chính sách bảo hành và hỗ trợ. Chính sách bảo hành và hỗ trợ là điều quan trọng thứ hai. Những gì bạn cần không phải là bạn mua bé cún như thế nào, mà bạn sẽ được gì sau khi mua. Những chính sách rõ ràng sẽ khiến bạn không mất công tranh cãi sau khi đón chó. Nếu không may bé Pembroke của mình gặp trục trặc, có rất nhiều nơi bán lợi dụng việc thiếu hiểu biết của khách hàng mua lần đầu để đưa ra một chính sách bảo hành không an toàn, như thời gian bảo hành ngắn hơn thời gian có thể ủ bệnh của virus, không rõ ràng về việc nếu gặp rủi ro sẽ thế nào, nhập nhèm giữa bảo hành và hỗ trợ. Việc này tôi cũng sẽ nói rõ hơn trong video số 4. Đi sâu hơn, chính sách bảo hành phải nghiêm túc, đúng với định nghĩa bảo hành, tức là chịu trách nhiệm 100% chi phí thú y nếu cún gặp các vấn đề về bệnh virus, bảo hành hoàn tiền hoặc đền bù bé Pembroke mới nhưng không bắt khách hàng thêm một phần chi phí mua bé số 2. Thêm vào đó là giấy tờ biên bản bảo hành đầy đủ được gửi kèm bé và có chữ ký của hai bên là cơ sở để xử lý tranh chấp nếu lỗi thuộc về bên bán. Tiếp đến là thời hạn bảo hành. Thời gian ủ bệnh của một số virus trong cơ thể có thể lên đến 60 ngày tùy theo điều kiện đề kháng và môi trường, nhiệt độ. Vì thế, bảo hành càng lâu càng tốt, khuyến cáo nên trên 60 ngày và có thể đến 6 tháng là tốt nhất. Kế đến là hỗ trợ vận chuyển hoặc vận chuyển chuyên nghiệp. Nếu bạn ở tỉnh xa
việc mua chó online và vận chuyển là điều đương nhiên. Với kinh nghiệm của bạn là người lần đầu nuôi, hãy tìm một đơn vị bán chó có sẵn dịch vụ này thay vì cũng tìm một người bán chó không chuyên nghiệp giống bạn. Vì sự thiếu chuyên nghiệp giữa người mua và người bán sẽ dẫn đến việc vận chuyển gặp rủi ro cao, gây ra hao tổn về sức khỏe của chó Pembroke, khiến khi bạn đón bé về không được như ý. Cuối cùng, chính sách hỗ trợ trong trường hợp người mua chưa có kinh nghiệm, không may xảy ra rủi ro với bé Pembroke của bạn mà lỗi do người mua thiếu kinh nghiệm gây ra, đó là sự tri ân cũng như cho thấy trách nhiệm cao của bên bán đối với khách hàng cũng như sản phẩm của mình bán ra. Chính sách bảo hành và hỗ trợ cũng có 2 điểm, mỗi tiêu chí chưa đạt bạn trừ 0,5 điểm, nếu dưới 1 điểm bạn cũng nên suy nghĩ lại về giao dịch. Còn nếu ở 0 điểm, tôi khuyến cáo các bạn nên từ bỏ giao dịch ngay. Thậm chí nếu tiêu chí người bán và chính sách tổng điểm dưới 2 thì tôi cũng khuyên bạn nên từ bỏ giao dịch vì sự an toàn của bạn. Tiêu chí số 3, thông tin về chó Pembroke, 2 điểm. Để đánh giá sự chân thật và lộ trình theo dõi sự phát triển, tôi khuyên bạn hạn chế mua chó đang có sẵn để hạn chế những chiêu trò lừa đảo của gian thương, trừ trường hợp người bán chứng minh được về nguồn gốc cũng như lịch sử phát triển của bé cún đó. Việc đánh giá một chú Corgi tương lai sẽ thế nào phụ thuộc vào nguồn gen của bố mẹ chúng. Cụ thể, có thông tin chó cha mẹ lại giống với nhau, có hình ảnh clip chó mẹ chăm bé con hoặc được nhìn tận mắt, có hình ảnh clip cả bầy chó để chứng minh bé đó thực sự được sinh sản tại Việt Nam mà không bị lấy đi ở nơi khác đánh cháo vào, có hình ảnh clip bé cún của bạn lúc lọt lòng và được cập nhật thường xuyên đến khi đón, cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc, giấy tờ vận chuyển nước ngoài nếu có. Mỗi tiêu chí chưa đạt bạn trừ 0,5 điểm, nếu dưới 1 điểm bạn nên suy nghĩ lại về giao dịch, còn nếu ở 0 điểm tôi khuyên cáo các bạn nên từ bỏ giao dịch ngay, tương tự như các tiêu chí ở trên. Thứ tư, vấn đề sức khỏe của chó Pembroke. Để kiểm tra vấn đề của chó Pembroke một cách an toàn nhất thì tôi khuyên các bạn cho chó vận động trước khi bàn giao. Có nhiều bé trong quá trình chăm sóc bị thiếu hụt canxi nên khi vận động hoặc di chuyển xa thường có hiện tượng yếu chân, cũng không loại trừ trường hợp bé đã có dị tật có sẵn. Tiếp theo là cần làm rõ ràng các vấn đề về bệnh lý ngoài da như nấm, ghẻ, thay lông, viêm da, v.v. Tiếp đó là sổ tiêm chủng đầy đủ. Các bé Pembroke khi xuất chuồng, khách hàng nên chọn các bé có từ 2 tháng tuổi trở lên và được tiêm phòng ít nhất 2 mũi vaccine 7 bệnh. Tuyệt đối không mua chó dưới 2 tháng, vì dưới 2 tháng rất ít những bé đã được tiêm phòng 2 mũi vaccine, như vậy sẽ gặp nhiều rủi ro trong quá trình bạn đón về nuôi. Thứ nữa là lịch trình tẩy giun. Một bé Pembroke xuất chuồng phải được tẩy giun ít nhất 2 lần để tránh việc chúng sinh sôi gây hại cho bé, thậm chí lây lan cho cả gia đình bạn. Cuối cùng, ký sinh trùng ngoài da như ve, giận phải cần được loại bỏ trước khi đón về. Vết cắn của ve, giận là nguyên nhân gây ra bệnh ký sinh trùng máu. Bệnh này thường ngủ bệnh rất lâu và rất khó phát hiện. Mỗi tiêu chí chưa đạt bạn trừ 0,5 điểm và cách làm thì đã rõ rồi. Và cuối cùng là tiêu chí đánh giá thực tế khi xuất chuồng, 2 điểm. Bạn cần kiểm tra trực tiếp khi đón chó hoặc yêu cầu người bán thông báo chính xác cân nặng của bé cún một cách tương đối nếu bạn ở xa. Được phép sai lệch 30% do yếu tố chuyển vùng, vận chuyển nên chó sẽ nhẹ cân một chút khi đón. Cân nặng của Pembroke sẽ dao động từ 2,5 đến 4kg khi xuất chuồng tùy theo điều kiện của đàn chó. Đàn nhiều thì chó nhỏ hơn, đàn ít thì chó lớn hơn, chó mẹ nhiều sữa thì con bụ hơn và ngược lại. Hình thể phải cân đối, hoạt động linh hoạt trước khi xuất chuồng. Chó không có ghèn mắt, hơi thở không có mùi hôi, bé ăn uống tốt. Cuối cùng là đi vệ sinh phân khuôn. Tiêu chí đánh giá thực tế chỉ có giá trị đánh giá thời điểm xuất chuồng, còn không có giá trị đánh giá cho quá khứ và tương lai. Vì thế, tiêu chí này không phải tiêu chí quan trọng nhất hiện tại, nhưng nó chính là tiêu chí đánh giá được truyền miệng từ trước đây. Thế mới thấy cách chọn chó trước đây và bây giờ khác nhau rất là xa rồi. Tổng kết, nếu thang điểm tổng các tiêu chí sau khi đánh giá là 8 đến 10 thì rất đáng để đặt niềm tin. Nếu là từ 6 đến 8, cần xem xét thêm một số yếu tố, đó là hai tiêu chí đầu tổng điểm phải từ 3 đến 4. Nếu tổng điểm 5 tiêu chí chỉ đạt từ 5 đến 6, đây là một giao dịch mạo hiểm. Còn nếu như tổng điểm của 5 tiêu chí từ 0 đến 5, chắc chắn bạn nên tìm kiếm lựa chọn khác. Hy vọng với phương pháp mà tôi sưu tầm được sau nhiều năm đến từ các chuyên gia, các bạn có thể chọn mua được cho mình những chú chó Pembroke thuần chủng, đẹp, khỏe mạnh và thậm chí là được sự quan tâm chăm sóc từ người bán. Và video tiếp theo thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn một thông tin còn quan trọng hơn, đó chính là giá của chó Pembroke tại Việt Nam và những điều cần lưu ý trước khi mua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.